Xin chào quý vị các bạn, trên hình các bạn để thấy đây là mic của điện thoại Samsung Z500 đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Cái cục nhỏ này là mic này. Khi hàng gặp lỗi sự cố liên quan đến phần mic nghe gọi của Z500 không nghe được, nghe nhỏ, rè, chập chờn lúc được không, thì kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tháo toàn bộ máy ra và thay cái phần mic này cho vị các bạn. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới mic nghe gọi của điện thoại Samsung Z500, quý hàng có thể liên hệ 024-66-750-99 hoặc truy cập website www.zidongcaocap.vn. Kỹ thuật viên tại zidongcaocap.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất quý vị các bạn cách phủ các lỗi sự cố liên quan điện thoại Samsung Z500 mà quý hàng đang gặp phải. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ thay mới mic của Samsung Z500 tại di động cao cấp.vn.